Xin kính chào các bạn học sinh. Thầy Thắng rất vui được tiếp tục đồng hành cùng các bạn trong các video để chia sẻ những kỹ năng, những kinh nghiệm giúp chúng ta học tốt môn toán. Và trong video ngày hôm nay, thầy Thắng sẽ chia sẻ các bạn cái kỹ năng chúng ta ghi nhớ 7 hàm đẳng thức. Và để ghi nhớ được các kiến thức về toán ấy thì chắc hẳn là chúng ta không thể nào chúng ta đọc được, đúng không các bạn? Bắt buộc chúng ta phải viết ra các bạn nhé. Càng viết thì chúng ta càng nhanh nhớ. Và để các bạn viết 7 hàm đẳng thức này sao cho chúng ta gọi là nhanh ghi nhớ và nắm vững được các công thức của 7 hàm đẳng thức này thì thầy Thắng sẽ chia sẻ cho các bạn một cái kinh nghiệm, một cái quy tắc, đó chính là thầy gọi là quy tắc 3x3. Chúng ta có rất nhiều những cái sách cũng như là hướng dẫn chúng ta nhiều cách ghi nhớ khác nhau, và quy tắc 3x3 này cũng là một cách rất là hay để chúng ta có thể sử dụng và ghi nhớ được 7 hàm đẳng thức này. Trước tiên là các bạn sẽ phân loại cho thầy Thắng 7 hàm đẳng thức này thành các cái nhóm. Ví dụ như là 3 hàm đẳng thức đầu tiên liên quan tới mũ 2 thì thầy Thắng thì các bạn sẽ viết cho thầy, tức là đây là chúng ta viết ra nháp ấy, chúng ta đang luyện cách để chúng ta nhớ 7 hàm đẳng thức này. Thì mình viết ra nháp, mình sẽ viết 3 hàm đẳng thức này thành một cụm. Ok chưa? Bởi vì 3 hàm đẳng thức này liên quan tới bình phương. Đó, nên sau này cứ nhìn các bài tập mà có bình phương ấy, thì các bạn cũng nhớ cho thầy Thắng đến hàm đẳng thức 1 2 3. Ok chưa? Và các bạn ghi 1 xong 2 xong 3. Các bạn viết cho thầy Thắng cái biểu hàm đẳng thức 1 2 3 này 3 lần. Được chưa? Sau khi các bạn viết 3 lần rồi thì mình cũng gọi là tương đối, mình nhớ. Thì lúc đó các bạn có thể chuyển sang hàm đẳng thức số 4 và số 5. Hàm đẳng thức số 4, số 5 nó có hình thù khá là giống nhau, đúng không? Nó chỉ khác dấu thôi. Nên chúng ta sẽ coi đây là một cụm, cụm 4, 5. Và các bạn cũng ghi cho thầy Thắng cái cụm 4, 5 này 3 lần. Ok chưa? Đấy, các bạn mà học sinh mà học với thầy Thắng đều yêu cầu và hướng dẫn các bạn cái cách chúng ta học thuộc rất là nhanh. Rồi, sau khi mà các bạn viết hàm đẳng thức số 4, số 5 rồi thì nhớ là viết lại cho thầy Thắng một lần từ 1 đến 5 xem sao. Nếu bây giờ mà mình viết từ 1 đến 5 mình cảm thấy rất là yên tâm và thấy viết đúng rồi thì mình sẽ chuyển sang hàm đẳng thức số 6 và số 7. Ok chưa? Số 6, số 7 nó cũng logic với nhau và khá là tương đồng. Đó. Chúng ta cũng sẽ viết hàm đẳng thức 6, 7 này 3 lần. Và sau khi viết 6, 7 xong ấy thì các bạn nhớ một lần nữa tự mình viết cho thầy Thắng 7 hàm đẳng thức này theo thứ tự từ 1 đến 7 xem sao. Nếu trong quá trình viết từ 1 đến 7 mà mình vẫn cảm thấy hàm đẳng thức nào dễ bị quên thì các bạn lặp lại cho thầy Thắng cái quy tắc 3 lần với hàm đẳng thức đấy các bạn nhé. Khi mà chúng ta viết được từ 1 đến 7 rồi ấy, thì các bạn cũng đừng chủ quan, bởi vì để mà vận dụng được và làm bài tập ấy, mình viết được hàm đẳng thức từ 1 đến 7 là cũng chưa làm được bài tập đâu. Mà bây giờ các bạn sẽ phải viết cho thầy Thắng theo thứ tự bất kỳ. Có nghĩa là các bạn tự mình đánh số 1, 5, 7, 2, 6, 3, 4 gì đó chẳng hạn, hay là nhờ bạn của mình đánh số bất kỳ, thì chúng ta cũng phải viết được các hàm đẳng thức theo thứ tự bất kỳ như vậy. Đó, ví dụ ở đây thầy có 2, đánh số là 3, 2, 5, 4, 7, 6, 7, 1, 6 chẳng hạn. Đấy, ví dụ như thế, thầy viết theo một cái thứ tự bất kỳ thì các bạn cũng phải viết được cho thầy Thắng hàm đẳng thức ra theo các cái số đó. Thế thì lúc này các bạn sẽ thấy là ồ, hóa ra là mình viết từ 1 đến 7 mình đã thuộc rồi, nhưng viết theo thứ tự bất kỳ bắt đầu mình sẽ bị loạn một chút. Đó. Thế thì khi mà các bạn đã tự tin viết được theo thứ tự bất kỳ này rồi thì vẫn còn một cái bước nữa để trước khi chúng ta nắm vững được 7 hàm đẳng thức này. Đó là các bạn cũng viết theo thứ tự bất kỳ nhưng các bạn phải viết theo chiều từ phải sang trái cho thầy Thắng các bạn nhé. Đó. Ví dụ giả sử bây giờ hàm đẳng thức số 3 chẳng hạn. Chúng ta viết như vừa rồi là chúng ta viết theo chiều xuôi giống như ở trong sách giáo khoa. Nhưng đôi khi trong quá trình chúng ta làm bài tập ấy thì mình lại phải biến đổi theo chiều từ phải sang trái. Mình lại viết A cộng B nhân A trừ B. Đó. Và tương tự như thế hàm đẳng thức số 2, đấy, số 5, số 4, số 7, số 1, số 6 chẳng hạn. Các bạn viết cho thầy Thắng theo thứ tự từ phải sang trái. Và khi viết được đúng từ trái sang phải, từ phải sang trái theo cái bất kỳ, số thứ tự bất kỳ rồi thì lúc này chúng ta mới yên tâm rằng 7 hàm đẳng thức đã nằm chắc trong tay của chúng ta. Và nhiệm vụ còn lại đó là chúng ta hãy chịu khó, chúng ta làm các bài tập vận dụng trong thực tế để chúng ta áp dụng cái quy tắc của hàm đẳng thức vào xem sao. Giả sử ở đây chúng ta có x bình trừ 6x cộng 9 chẳng hạn, đúng không? Thì đầu tiên mình thấy là đây là một cái hàm đẳng thức mũ 2, thì chắc là nó sẽ rơi vào hàm đẳng thức là 1, 2 hoặc 3. Bởi vì mũ 4, mũ 5, hàm đẳng thức 4, 5, 6, 7 là liên quan tới mũ 3, đúng không? Thì mũ 2 này nó sẽ là hàm đẳng thức số 1, 2, 3. Ở đây có 3 số hạng thì chúng ta nhìn, chúng ta đối chiếu sẽ thấy khả năng là hàm đẳng thức số 2, bởi vì nó có dấu trừ. Hàm đẳng thức số 1 sẽ toàn là dấu cộng, đúng không? Đó. Thế thì để làm được thì chúng ta sẽ phải tách cái biểu thức này sao cho nó ra cái hình thù giống hệt cái hàm đẳng thức số 2. Xuất hiện là A bình trừ 2AB cộng B bình.
để mình xác định rõ xem A là cái gì, B là cái gì. Và lúc này nó sẽ ra là A trừ B tất cả bình, tức là X trừ 3 tất cả bình. Đó. Thế thì hy vọng rằng qua cái video chia sẻ vừa rồi thì giúp cho các bạn có được cái cách nhìn nghiêm túc cũng như là cái kinh nghiệm, cái kỹ năng để chúng ta có thể học thuộc và vận dụng 7 hàm thức này để áp dụng vào trong các bài toán ở trên lớp. Thầy chúc cho các bạn có nhiều niềm cảm hứng học tập. Chúc các bạn tự tin, học tập tốt. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Chương trình Miễn Học Hay Học Tốt Ngay được phát sóng miễn phí trên hệ thống fanpage và kênh YouTube của Học Mã Trung học Cơ sở. Đừng quên đăng ký tại link đến kèm caption để nhận ngay bài giảng học thử đầy đủ các môn từ lớp 6 đến lớp 9 của thầy cô Học Mã nhé.